Xin chào các bạn, nay đại lý phụ kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là chuột game Erock M09, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm 1 đổi 1, chuột có thể sử dụng LED. Đây là dòng chuột game cao cấp được ưa chuộng thích nhất hiện nay. Đây là bên ngoài vỏ hộp của một số tính năng, các bạn có thể xem bên ngoài vỏ hộp rất chi tiết, thiết kế bên ngoài rất là bắt mắt. Mình sẽ mở bên trong và đóng hộp cũng rất là tuyệt vời. Bên trong này có sản phẩm và sách hướng dẫn. Đây là một sản phẩm dòng chuột game cũng khá là được yêu thích với độ đầm chắc chắn, thiết kế vô cùng mạnh mẽ. Đây các bạn có thể xem chuột có kiểu dáng ôm sát tay với hai nút back forward nằm bên tay phải. Vâng, đặc biệt là có những cái nút tùy chỉnh DPI cũng như là độ nhạy của đèn quang, laser quang, laser. Đây là sản phẩm đang được rất ưa chuộng mà của hãng Erock. Nó có 3 mức DPI cũng như là mức tùy chỉnh của độ nhạy. Cáp bằng dây dù. Đầu là sử dụng cổng USB mạ vàng rất là chắc chắn. Các bạn nhìn lên đèn Erock rất là đẹp, thiết kế rất là tuyệt vời. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Là hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.